Mỹ, Anh nguy cơ cạn nguồn viện trợ vũ khí cho Ukraine. Mỹ có thể chỉ còn đủ ngân sách cấp vũ khí cho Ukraine thêm vài tháng, còn Anh có thể không còn thiết bị quân sự viện trợ cho Kiev. Wall Street Journal ngày 3 tháng 10 dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ngân sách dùng để hỗ trợ quân sự và an ninh cho Ukraine còn khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ mà chưa có khoản bổ sung. Mức này tương đương giá trị số vũ khí mà chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển giao cho Kiev trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc cho hay với tốc độ chuyển giao vũ khí phục vụ chiến dịch phản công của Kiev như hiện nay, họ chỉ có thể tiếp tục viện trợ cho Kiev thêm vài tháng nữa. Thông tin được công bố trong bối cảnh Quốc hội Mỹ hôm 30 tháng 9 thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm ngăn chính phủ đóng cửa, song không bao gồm các khoản viện trợ mới cho Ukraine. Michael Bocock, quan chức phụ trách vấn đề ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết ngân sách dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, chương trình dài hạn của Lầu Năm Góc nhằm giúp quân đội Ukraine tương thích tốt hơn với NATO, cũng đã cạn kiệt. Nếu không có ngân sách bổ sung, chúng tôi sẽ phải trì hoãn hoặc cắt giảm hỗ trợ vốn để đáp ứng các nhu cầu cấp bách của Ukraine, như hệ thống phòng không và đạn dược, trong bối cảnh Nga chuẩn bị mở chiến dịch tấn công vào mùa đông và đang tiếp tục không kích các thành phố của Ukraine. Ông Bocock nói. Trong khi đó, một nguồn tin quân sự cấp cao ngày 2 tháng 10 cảnh báo Bộ Quốc phòng Anh cũng đã cạn sạch nguồn dự trữ vũ khí phòng không cùng đạn pháo để chuyển giao cho Ukraine. Anh đã chuyển cho Ukraine tất cả những gì có thể cung cấp, quan chức này nói. Chúng tôi khuyến khích các quốc gia khác cung cấp thêm tiền và vũ khí cho Kiev. Một chỉ huy quân đội Anh cho hay họ không thể chuyển giao tiếp vũ khí cho Ukraine bởi chúng tôi cần những chiếc Challenger 2 để nâng cấp thành Challenger 3. Cho đi một xe tăng đồng nghĩa chúng tôi thiếu đi một chiếc, sĩ quan này nói. Mỹ và Anh là những bên ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất từ khi nổ ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 110 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine, trong đó có 49,6 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự. Trong khi đó, Anh đã cam kết cung cấp hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, với 14 xe tăng chủ lực Challenger 2, các tổ hợp pháo phản lực M270, tên lửa hành trình Storm Shadow, SCALPEJ, máy bay không người lái, UAV, hạng nặng, thiết giáp cùng hàng nghìn vũ khí chống tăng đã được chuyển giao. Tổng thống Mỹ Biden ngày 1 tháng 10 tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine, nhấn mạnh nguồn hỗ trợ của Washington dành cho Kiev sẽ không gián đoạn trong bất cứ trường hợp nào. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ngân sách dài hạn cho chính phủ Mỹ sẽ có điều khoản hỗ trợ Ukraine hay không. Trong bối cảnh nhiều thành viên Cộng hòa tại Hạ viện phản đối điều này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2 tháng 10 cho rằng Mỹ và nhiều quốc gia sẽ sớm rơi vào tình trạng mệt mỏi vì các khoản tài trợ vô lý cho chính phủ Ukraine dẫn tới rạn nứt chính trị. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre bác bỏ điều này, tuyên bố gói viện trợ mới cho Ukraine sẽ sớm được công bố, nhưng không nêu cụ thể thời điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.